Chào mừng các bạn tiếp tục đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về một video. Đó chính là sinh con năm 2021 thì thuộc mệnh gì? Và sinh con năm 2021 thì có tốt không? Và sinh con năm 2021 thì hợp tuổi bố mẹ những năm nào? Mời các mẹ cùng đón xem video nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu video. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu và tổng quan tử vi năm 2021. Năm Tân Sửu. Tuổi Sửu là con giáp thứ hai trong 12 con giáp. Những người tuổi này thường được mọi người kính trọng bởi có đức hy sinh, chịu khó, mộc mạc, chân thành. Trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Sửu đều rất chu đáo và cẩn trọng. Vì vậy mà họ ít bị tác động bởi ngoại cảnh. Tuy nhiên, những người tuổi Châu rất bướng bỉnh, khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ hai, đó chính là sinh con năm 2021 thuộc mạng gì. Tuổi Tân Sửu sinh năm 2021 thuộc mạng Bích Thượng Thổ, đất trên vách, khắc Thiên Thượng Thủy, con nhà Huỳnh Đế là phú quý. Với mạng tuổi này, Tân Sửu được ông quan đế độ mạng, số và mạng này được đánh giá là nắm lần khắc khe. Tuổi này hay gặp lận đận trong cuộc sống, nếu sinh vào mùa hạ thì có phần may mắn hơn các mùa khác bởi vì hưởng số thanh nhàn, khá thong thả, số này cũng dễ chết hụi nhiều lần. Tuy nhiên, nếu biết sống nương tiện, tu nhân tích đức thì được sống mạnh khỏe, an bình, con cái được nhờ mai sau. Cuộc sống và đường tình duyên của tuổi Tân Sửu như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cuộc sống của người Tân Sửu có nhiều may mắn, đặc biệt là đường công danh phát triển mạnh, được công nhận dễ dàng, có chức có phận. Trung vận và hậu vận của tuổi này cũng có nhiều sung sướng. Đường tình duyên của tuổi Tân Sửu được chia làm 3 giai đoạn như sau. Người Tân Sửu nếu sinh vào tháng 4, tháng 9 và tháng 8 và tháng 12 âm lịch, nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời phải có 3 lần thay đổi về tình duyên thì mới được hạnh phúc. Người Tân Sửu nếu sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch, nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Người Tân Sửu nếu sinh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch, nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn được hưởng hạnh phúc một vợ một chồng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem gia đạo và công danh. Gia đạo và công danh của người tuổi Tân Sửu được đánh giá khá tốt, đặc biệt là đường công danh có thể lên đến mốc địch đạt đỉnh. Giai đoạn trung vận, công danh phát triển thì đường tiền tài cũng tốt lên. Gia đạo của tuổi này nhìn chung khá hòa thuận, bình yên. Khi về hậu vận thì có thể có chút bối rối và không như ý. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu các tuổi đại kỵ, tuổi hợp làm ăn và kết hôn. Tuổi hợp làm ăn của tuổi Tân Sửu là Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ. Khi kết hợp với những tuổi này, tuổi Tân Sửu sẽ có cơ hội gặp nhiều may mắn và dễ dàng phát triển sự nghiệp. Đối với cuộc sống trăm năm thì người Tân Sửu nên chọn bạn đời thuộc các tuổi sau để được kết hôn, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, giàu sang. Đó là tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi. Kết hôn với các tuổi Nhâm Dần, Mậu Thân thì tuổi Tân Sửu chỉ có đời sống trung bình mà thôi. Tuổi này nên tránh kết hôn với các tuổi như là Giáp Thìn hay Bính Thìn sẽ khiến cuộc sống tràn ngập trong sự nghèo khổ, không khấm khá lên được. Và các bạn cần lưu ý những tuổi đại kỵ với tuổi Tân Sửu. Khi làm ăn hay kết hôn với những tuổi này thì đều không tốt, nên các bạn hãy lưu ý. Bạn nên tránh để không phải xảy ra các việc đáng tiếc, đó là các tuổi Tân Sửu là đồng tuổi này, Đinh Mùi, Canh Thân, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là sinh con năm 2021 thì có tốt không? Có nên sinh con vào năm 2021 không? Nhìn chung thì năm 2021 Tân Sửu là năm khá tốt để sinh con. Nhưng đứa trẻ sinh ra ở tuổi này đều có nhiều ưu điểm, đặc biệt là con trai sinh năm này thì rất là tốt, bởi vô cùng thuận lợi trong đường công danh. Những người tuổi này có tài năng ăn nói và hiếu động, hiểu biết rộng, hứa hẹn một tương lai sáng lạn để phấn đấu cho những người có ý chí. Và những tháng sinh tốt nhất trong năm 2021, chọn tháng sinh tốt cũng là một việc khá quan trọng, bởi mỗi tháng sinh lại có một đặc điểm và số mệnh riêng biệt. Và năm 2020 thì có những tháng sinh sau đây được đánh giá là tốt, là tháng 1, tháng 3, tháng 7, tháng 8, tháng 11 và tháng 10, tháng 12. Khi sinh con vào những tháng này, là con trai thì tốt cho sự nghiệp, là con gái thì tốt cho đường tình duyên. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem là sinh con năm 2021 hợp với bố mẹ tuổi gì, mệnh gì. Tuổi bố mẹ, tuổi Sửu tam hợp với tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tứ hành xung với tuổi Thìn, tuổi Tuất và Mùi. Bố mẹ có hợp tuổi thì rất tốt, gặp tuổi xung thì nên xem xét thêm. Và mệnh của bố mẹ,
Nếu là con trai sinh năm 2021 sẽ mang mệnh thổ đất trên vách, vậy hợp lý nhất là được sinh ra bố mẹ mang mệnh hỏa, vì hỏa sinh thổ theo quan niệm của dân gian. Tương tự như vậy, nếu sinh con gái năm 2021 sẽ mang mệnh thổ, tính khí nóng nảy, bộc trực, không kiên nhẫn, nhưng bố mẹ mệnh hỏa kết hợp với mệnh thổ của bé để ôn hòa đi tính cách ấy, vì hỏa sinh thổ. Ngoài ra, nếu sinh con năm Tân Sửu, mẹ sẽ làm Sửu có mẹ là mệnh hỏa cùng với bố là mệnh kim thì cũng cực kỳ tốt và hợp mệnh, hóa giải được khung xung khắc của bố mẹ khi em bé ra đời. Cảm ơn các mẹ đã đón xem video của kênh Chăm Sóc Mẹ Và Trẻ Em. Các mẹ nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày từ kênh Chăm Sóc Mẹ Và Trẻ Em nhé.